Vâng thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam thì cứ 4 trẻ sẽ có một trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi và thiếu chiều cao so với lứa tuổi. Đó là phát biểu của Phó giáo sư Lê Bạch Mai, Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia trong một hội thảo về dinh dưỡng tại Hà Nội. Trong buổi hội thảo, Phó giáo sư Lê Bạch Mai, Phó Viện trưởng Viện dinh dưỡng quốc gia đã chỉ ra, nguyên nhân khiến người Việt thấp lùn một phần lớn là do thói quen ăn uống thừa đạm, thiếu canxi và ăn quá mặn của người dân. Chế độ ăn thiếu những thực phẩm giàu canxi như sữa, cua, tôm, cá mà thay vào đó là thói quen ăn nhiều đạm cùng chế độ ăn mặn gấp 3 lần khuyến cáo. Với hơn 15mg muối mỗi ngày đã khiến cho tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở nước ta vẫn ở mức cao gần 25%, như vậy, tính trung bình mỗi năm, Việt Nam có khoảng 1,9 triệu trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi. Số trẻ này khi lớn lên sẽ thiếu hụt khoảng 10 cm chiều cao với bạn bè cùng tuổi.